Ta đi qua ví dụ một cái nhà tỷ 6 mua giá 1.4 tỷ, một mảnh đất 1 tỷ mua giá 300, câu hỏi như sau: chúng ta kiếm tiền khi chúng ta mua hay khi chúng ta bán? Mua. Tư duy đầu tiên trong năm tư duy. Năm tư duy đúng. Một, câu hỏi là như vậy chúng ta kiếm tiền. Chúng ta đi qua ví dụ một cái nhà tỷ 6 mua giá 1.4 tỷ, một mảnh đất 1 tỷ mua giá 300, câu hỏi như sau: chúng ta kiếm tiền khi chúng ta mua hay khi chúng ta bán? Mua. Rồi, lớp mình nhìn tư duy số 1: chuyển tiền thì mua. Chuyển tiền thì mua. Chuyển tiền thì mua. Tất nhiên là nếu bạn có số tiền bạc thì càng tốt, cộng với bạc thì càng tốt. Cộng với bán tức là như thế nào? Ví dụ bạn gặp một người khách hàng mà người ta không am hiểu về giá cả và đi mua, người ta bị mua bán các giá cao và bán giá hơi cao, xong người ta giảm xuống mức bị cao, người đến đi mua bị tranh cao và người ta mua hớ. Cái này hay gặp không? Các bình thường mua tài sản xong phát hiện ở trên thời hơi cao, cao thị trường khoảng 200 triệu, đấy rất là bình thường. Thế là tiêu tiền thì bạn bán. Sau khi mua xong khu vực đấy bắt đầu là thay đổi hạ tầng, quy hoạch, vân vân. Và cái giá tài sản của bạn tăng lên, đấy là bạn kiếm tiền thì bạn bán. Nhưng tư duy của chúng ta là chúng ta kiếm tiền thì chúng ta mua. Tức là mua thấp hơn so với gì nhỉ? Giá thị trường. Trong trường hợp mà đấy là tôi nói là trong trường hợp chủ đầu tư bạc thì hơi khác. Chủ đầu tư là nó có giá niêm yết, còn mua cổ sân đất nhà phố là tôi nghĩ bạn nên tiền khi mua. Tuy nhiên nếu biết cách mua của chủ đầu tư vẫn có thể kiếm được tiền khi mua. Mua dự án vẫn có thể cùng đi vào mua một dự án giống như nhau nhé. Tôi và bạn cùng đi vào mua một dự án, tôi vẫn tìm được người cần bán ra để. Và rất nhiều trường hợp không mua cổ giá như nào đâu, bạn thì mua 10 đồng, tôi mua 9 đồng, 9 đồng, tôi vẫn rẻ hơn lại, tôi là trọng trưởng. Thế bạn như thế này. Thì ở đây, về mặt cơ bản của duy chúng ta là mua thấp hơn so với giá thị trường. Cái sai ngược lại là thường như sau: mua bằng với giá thị trường. Một số bạn sau này cũng biết cách là mua một số thứ còn rẻ hơn một ít. So. Cái sai thực tập là bạn mua bằng cái giá thị trường và sau đó là bạn hy vọng tương lai sẽ gì đó tăng dần. Đấy là sự khác nhau của bạn. Rồi, nếu mình đưa cái này trái hai ba cái từ này còn nói là mua bằng và hy vọng. Mua bằng cái giá thị trường để lên hai tư duy khác nhau không? Nếu mình khác nhau không? Để hai tư duy khác nhau. Mua thấp hơn so với giá thị trường. Còn cái sai là mua bằng và hy vọng. Rồi, kiếm tiền đi mua. Rồi, các lớp mình có công thức 100 10 3 1 110 3 1 110 3 1 đây là một cái công thức kiếm tiền được sử dụng trong bất động sản. 100 là đi xem 100 cái tài sản. 10 là gì nhỉ? Chọn ra 10 cái. 3 là khám 3 cái. Và 1 là cuối cùng là gì nhỉ? Mua 1 cái. Xem, chọn, đàm phán và mua. 110, 3, 1. 110, 3, 1. Xem 100 cái và chọn mua 1 cái. Tuy nhiên trong thực tế kinh nghiệm của bất động sản thì rất là nhiều người họ không làm như vậy đâu. Thường ấy, à, chúng ta thường như này, mình chỉ xem được khoảng tầm 3 cái, 5 cái thôi. Sau mình quyết định mua cái. Có những trường hợp xem một, mua một. Ví dụ tôi bán bất động sản thì giữ được dữ liệu cho bạn một cái dự án ABC, bạn lại vào bạn mua luôn, lại xem một. Và gì nữa? Mua một nỗi này gặp nhiều không? Gặp nhiều. Rồi mình sẽ giải hai cái về cách xem một và mua một. Thì thường ấy, nhưng mà xem có 3 cái, tôi nói là riêng kinh nghiệm vừa rồi, nó rất nhiều thằng không biết bao nhiêu.
chỉ một kinh nghiệm thôi là bạn rất thứ bao nhiêu tiền. Ở đây bài học câu hỏi như thế này, vậy thì lợi ích là gì khi bạn biết công thức này? Lợi ích là gì? 110 năm rồi. Lợi ích là như sau này, thời gian đầu khi mà bạn còn ít kinh nghiệm, thời gian đầu khi bạn còn ít kinh nghiệm, bạn nhớ là xem gì đó, xem nhiều, xem nhiều, xem nhiều. Xem nhiều để làm gì? Xem nhiều bạn biết là cái này là rẻ, cái này là đắt, cái này là coi như là gì, bất động sản khu vực này rất nhiều tiện ích hạ tầng và dịch vụ, cái khu này không có đấy. Nên là mình xem những bạn mua căn hộ, xem 3-4 bản căn hộ, bạn bắt đầu biết ngay đắt, cái đắt, cái này rẻ, và mỗi người môi giới người ta bảo nhiều. Chỉ riêng kinh nghiệm xem nhiều này thôi đã đỡ cho bạn không biết bao nhiêu tiền khi mà bạn đi vào thực tế bất động sản. Một kinh nghiệm này thôi. Và đây là một trong những bài học quan trọng nhất dành cho những người mới bắt đầu. Cứ đi xem nhiều sẽ biết cái nào là cái nào đẹp, cái nào xấu. Còn đôi khi bạn xem một, mua một vẫn cảm thấy đồng ý một hai mặt, nhưng mà câu hỏi có may mãi được không? Thời gian sau khi mà bạn có nhiều kinh nghiệm rồi, nhiều kinh nghiệm rồi, thì cái tỷ lệ nó sẽ giảm xuống. Ví dụ là sử bạn có chuyên gia ở quận 9, là sử bạn có chuyên gia ở quận Thủ Đức, là sử bạn có chuyên gia ở quận 3 hoặc quận nhất, chỉ cần đọc tên địa chỉ đường thôi, đọc tên cái cỡ hẻm thôi, bạn biết ngay là cái điều đấy chỉ xảy ra khi bạn rất am hiểu khuôn không? Chỉ cần đọc một người môi giới hạ động hay sao anh báo cho anh nhé, diện tích như này, mặt tiền như này, sổ hồng như này, giá bán như này, tất cả các thứ nhiều cái chỉ xảy ra khi bạn có nhiều kinh nghiệm, tỷ lệ xem sẽ giảm xuống rất nhiều. Đôi khi xem 3 cái bạn đã chốt được 1 cái, bạn không bị xem nhiều. Con số 100 sẽ bao gồm cả cuộc gọi môi giới gọi điện báo các bạn, cả những thông tin đọc trên báo trên mạng bạn bỏ qua luôn. Con số 100 sẽ bao gồm như vậy. Đấy, nhưng mà với những người mới đầu, kinh nghiệm quan trọng nhất nhớ là phải xem gì nhỉ?